Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay.com. Và trong video clip ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau di chuyển đến bài học cuối cùng của Unit 5, đó là Lesson Project Page 57. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học. How well do you know Vietnam? Bạn biết về Việt Nam bao nhiêu? Activity 1. In groups, ask and answer questions about Vietnam. Hãy làm việc theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi về Việt Nam. Thì sau đây cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về Việt Nam thông qua những câu hỏi sau. Cô có một ví dụ, example. What is the wettest place in Vietnam? Có nghĩa là cái nơi nào là ẩm ướt nhất ở Việt Nam? Thì đối với câu trả lời, các em có thể trả lời I think it's. Đó là câu trả lời. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi về thời tiết như What wettest place in Vietnam? Thì câu này đề bài đã hướng dẫn chúng ta rồi. Và bây giờ thì cô sẽ tiến hành trả lời những câu tiếp theo. Chúng ta có câu tiếp theo, đó là hot. Thì đây là dạng câu hỏi của tính từ ngắn với hình thức là so sánh nhất. Thì đối với tính từ ngắn của so sánh nhất thì các em sẽ chỉ cần thêm đuôi est vào tính từ. Thì tương tự giống như câu đầu tiên, thì câu hỏi số 2, what hot place, cô sẽ hỏi như sau. Cô sẽ hỏi what is the hottest place in Vietnam? Cái nơi nào là nóng nhất ở Việt Nam? Task 1. Đầu tiên weather, có nghĩa là thời tiết. Và tương tự chúng ta có câu hỏi tiếp theo, cool, có nghĩa là mát mẻ. Thì cái nơi nào là cái nơi mát mẻ nhất ở Việt Nam? Thì tương tự chúng ta sẽ thêm đuôi est ở tính từ cool. Thì chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. What is the coolest place in Vietnam? Và tiếp theo chúng ta có câu thứ 3. Từ cold là lạnh. Cái nơi nào là lạnh nhất ở Việt Nam? Thì chúng ta tương tự, chúng ta sẽ thêm đuôi est ở tính từ cold, sẽ là what is the coldest place in Vietnam? Và chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo, đó là traveling, du lịch. Thì chúng ta có những câu như sau. Nice city in Vietnam. Chúng ta cũng sử dụng hình thức so sánh nhất. Thì chúng ta sẽ hỏi là cái thành phố nào là đẹp nhất ở Việt Nam? Chúng ta sẽ đưa tính từ nice, chia so sánh nhất sẽ là nicest. Và tiếp theo, chúng ta có từ good place for tourists to come. Thì câu hỏi này thì chúng ta sẽ hỏi là
cái nơi nào là tốt nhất cho du khách có thể đến thăm. Các em lưu ý từ good, so sánh nhất của nó sẽ là best và so sánh hơn của nó sẽ là better. Trường hợp này là trường hợp đặc biệt thì các em cần phải ghi nhớ. Và câu hỏi tiếp theo. Đó là what is convenient time of the year to visit it? Có nghĩa là cái khoảng thời gian nào thuận lợi nhất của năm để có thể ghé thăm. Và các em có thể thấy tính từ ở đây của chúng ta là tính từ convenient. Cho nên là hình thức so sánh hơn của tính từ dài thì chúng ta sẽ thêm từ the most. What is the most convenient time of the year to visit it? Và tiếp theo. Chúng ta có từ what are the reasons? Thì câu hỏi này cô sẽ không đặt lại. Đó là lý do là gì? Tiếp theo, what fast way to travel around Vietnam? Cái cách nhanh nhất để có thể du lịch xung quanh Việt Nam, vòng quanh Việt Nam. Thì chúng ta có thể thấy từ fast là tính từ ngắn, cho nên chúng ta sẽ chỉ cần thêm đuôi est. What is the fastest way to travel around Vietnam? Và chúng ta sẽ đến với nội dung thứ ba. Đó là natural attraction. Những cái điểm thu hút tự nhiên. Điểm đến tự nhiên. Thì chúng ta sẽ có những câu hỏi sau. Natural attraction có nghĩa là những điểm đến tự nhiên. What highest mountain in Vietnam? Cái ngọn núi nào cao nhất ở Việt Nam? Thì chúng ta có tính từ high là tính từ ngắn, cho nên chúng ta sẽ chỉ cần thêm đuôi est. What is the highest mountain in Vietnam? Và câu tiếp theo. What long river? Cái dòng sông nào là dài nhất ở Việt Nam? Long cũng là tính từ ngắn, cho nên cô sẽ chỉ cần thêm đuôi est. What is the longest river in Vietnam? Và chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Big cũng là tính từ ngắn, thì cô sẽ chia là what is the biggest island? Nghĩa là cái hòn đảo nào là lớn nhất ở Việt Nam?
và tiếp theo chúng ta có từ large là rộng, thì chúng ta sẽ có từ what is the largest lake in Vietnam, là cái hồ nào là rộng nhất ở Việt Nam. Và đối với những câu hỏi này thì các em sẽ cùng tham khảo và thảo luận với các bạn để đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Cô chỉ hướng dẫn các em cách đặt những câu hỏi. Về những kiến thức đó thì các em sẽ tìm hiểu để mình nhớ lâu hơn. Còn bây giờ thì cô sẽ di chuyển đến activity 2. Write down what you know about Vietnam. Talk about the weather, natural wonder, and traveling starting with in Vietnam there is. Yêu cầu của hoạt động số 2 là các em hãy viết những cái gì các em biết về Việt Nam. Các em có thể nói về thời tiết, những danh lam thắng cảnh và những cái du lịch ở Việt Nam. Và các em bắt đầu với cụm từ đó là in Vietnam, there is. Ở Việt Nam thì có gì? Và đối với tập này thì cô sẽ hướng dẫn các em như sau. Cô cũng sẽ bắt đầu vào cụm từ in Vietnam. The weather is usually hot. Vietnam has many natural wonders. Like Hạ Long Bay, Nha Trang Beach, Phú Quốc Island, Phan Xipang Mount, every year there are many tourists in Vietnam and other countries come to visit this lake. Và đó là nội dung mà cô hướng dẫn các em trong hoạt động thứ hai này. Thì cô sẽ tóm tắt lại nội dung. Ở Việt Nam, thời tiết thì thường nóng. Việt Nam có rất là nhiều kỳ quan thiên nhiên như là Vịnh Hạ Long, biển Nha Trang, đảo Phú Quốc, đỉnh Phan Xipang. Và mỗi năm thì có rất là nhiều du khách ở Việt Nam và những đất nước khác đến thăm những cái nơi này. Thì các em có thể tham khảo và bổ sung thêm các cái ý kiến cho bài viết của mình. Còn bây giờ thì cô xin kết thúc bài giảng tại đây. Và các em có thể truy cập vào trang web lời dạy 2.com để có thể xem bài giảng một cách chi tiết hơn và có thể tham khảo những bài giảng hay khác. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video clip tiếp theo. Và chúc các em sẽ có một tuần học tập thật tốt.